Xin chào các bạn. Trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi từ khu vực Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đi về siêu thị Cupmark Bình Triệu nha các bạn. Thì bây giờ mình đang trên đường Võ Văn Ngân Thủ Đức. Bây giờ mời các bạn theo chân của mình hành trình đi từ con đường Võ Văn Ngân này đi đến Cupmark Bình Triệu nha các bạn. Lộ trình sẽ là đường Võ Văn Ngân, sau đó chạy đến ngay chỗ ngã tư chợ Thủ Đức, chúng ta sẽ quẹo trái chạy hướng về đường Kha Vạn Cân. Đi hết đường Kha Vạn Cân, chúng ta sẽ gặp đường đại lộ Phạm Văn Đồng và chúng ta sẽ rẽ trái vào đại lộ Phạm Văn Đồng. Các bạn chạy một lúc thì sẽ gặp ngã tư Bình Triệu. Các bạn không lên cầu vượt Bình Triệu qua cầu Bình Lợi để đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn. Mình gặp ngay chỗ ngã tư Bình Triệu, mình sẽ quẹo phải vào quốc lộ 13, chạy một đoạn khoảng chừng gần 1 km, chúng ta sẽ gặp Cupmark Bình Triệu nằm bên tay phải nha các bạn.